Chỉ có này thì là bị gần đi. Ai bị gần rồi? Hai quả táo. Hai quả táo. Tao nè. Tôi. Của nhỏ. Của nào của ai? Trái. Hai quả táo này. Quả lớn là của tôi. Quả nhỏ là của anh trai. Từ đầu tiên nhá. Tại sao lại là ta sợ? Ai giải thích được? Tợ chỉ là... Ta sợ là từ tợ này chỉ có táo đúng không? Từ đáng nhất cả cái cụm từ phải là gì? Ta tợ tính của, ta tợ tính của, ta tợ tính của này, đúng không? Dạ là gì nữa? Là của tôi, cái quả táo của tôi, đầy đủ của cái tôi phải là gì? Ta tợ tính của, tính của, sư của tợ tính của, đúng không? Hai cái tợ này, nó được cái từ tính của ấy. Nếu mà đầy đủ của nó phải là, chứ là tợ tính của, ta tợ tính của, sư của tợ tính của, xèo tợ tính của, sư của cơ cơ tợ tính của. Hai từ tợ này, có biết dùng tợ chưa? Xong có ba nha. Hai từ thú su quả. Mười mười biết từ này, mười eo truy này. Su quả. Ba cái từ tiếp theo này là từ thú su quả. Thú su quả. Thú su quả là thư viện. Y bản. Không phải khoan. Thế là phải từ khoan là từ gì? Từ nằm. Anh Huy vừa làm ấy. Anh Huy vừa có uống không ạ? Đọc cả câu với mình. Quên từ của họ. Cái từ này mà trước mọi người hay nhầm cái từ của đấy. Từ chảo. Từ chảo. Chảo là gì? Tìm kiếm chảo. Đúng rồi, chảo là tìm kiếm. Thì con nói chứ là gì là gì? Đấy, từ chảo. Đọc cả câu với mình. Phi đọc câu bốn là đọc câu bốn. Đọc trước đã. Câu từ nào từ cuối? Từ cuối cùng rồi hả?